Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, khi mà cả thế giới vẫn chưa thể chiến thắng được cơn đại dịch thế kỷ mang tên COVID-19, thì chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, chúng ta đã tiếp tục phải chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy trong quá khứ, từ nắng nóng kỷ lục, cháy rừng đến lũ lụt bất thường. Thiệt hại sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên là rất lớn, đôi khi nó còn để lại ký ức khó phai đối với những người bị ảnh hưởng. Điển hình nhất là có thể kể đến những trận mưa lũ đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới trong những tuần qua. Trung Quốc là đất nước phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất vì thiên tai chồng thiên tai. Cùng lúc phải đón nhận trận lụt nghìn năm có một và cơn siêu bão pháo hoa. Nhưng không chỉ là Trung Quốc, hàng loạt các quốc gia khác từ Ấn Độ, các nước Đông Nam Á như Philippines và Myanmar đến tận các quốc gia Tây Âu như Anh, Bỉ, Đức và Hà Lan đều đang chìm trong biển nước. Thế giới vẫn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 và sự xuất hiện liên tiếp của những trận thiên tai này chắc chắn sẽ khiến nhiều người lo sợ cho tương lai của nhân loại. Xác động vật thối rữa la liệt tại Hà Nam sau trận lũ lịch sử ở Trung Quốc. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại tỉnh Hà Nam sau khi trận lụt lịch sử quét qua hồi tuần trước làm chết hơn 1 triệu con gia súc gia cầm. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết các trang trại ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh xác động vật thối rữa la liệt sau trận lũ lụt chưa từng có vừa qua, sao China Morning Post đưa tin. Cơ quan này tuần vừa qua kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp thuốc sát khuẩn để giúp khử trùng các khu vực nơi có nhiều động vật chết, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Đợt mưa kỷ lục tuần trước đã khiến tỉnh Hà Nam đối mặt với trận lũ quét tồi tệ chưa từng có trong hàng trăm năm, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu con gia súc gia cầm đã chết trong trận lũ kỷ lục, khoảng 1.678 trang trại chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. Trong một bước đi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, nhà chức trách huyện Thang Âm đã phải ra lệnh tiêu hủy 210.000 con vật nuôi, trong đó có 3.956 con lợn. Trước đó, lũ lụt đã làm chết 380.242 vật nuôi tại huyện này. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết xác động vật chết là nguồn khởi phát dịch bệnh. Chủ một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Hà Nam cho biết cần một số lượng lớn thuốc sát khuẩn để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan. Trận lũ lụt lịch sử xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, khiến đàn lợn nước này chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn và lũ lụt là nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh hồi năm ngoái. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương tại Hà Nam chủ động các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh trên vật nuôi sau lũ lụt như tiêu hủy xác động vật và phun thuốc khử trùng. Thoát tim, màn giải cứu hai xe buýt chứa 71 người trong nước lũ cuồn cuộn ở Trung Quốc. Nhiều người dân thường đã tham gia giúp đỡ, thậm chí cứu được nhiều mạng người trong trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung Trung Quốc. Tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người thợ cơ khí đã cứu những hành khách bị mắc kẹt bên trong hai chiếc xe buýt trong những giờ phút nguy hiểm nhất. Phóng viên của tờ CGTN Trung Quốc đã có cuộc đối thoại với người anh hùng này. Hôm thứ Hai, hai chiếc xe buýt chở 71 thực tập sinh của Đại học Hàng không Vũ trụ Trịnh Châu đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ đục ngầu và ngày càng dâng cao ở thành phố Củng Nghĩa. Lưu Trong Feng, một thợ cơ khí sống ở thị trấn gần đó, đang trú mưa gần khu vực xảy ra sự việc. Anh đã nhờ người dân địa phương tìm cho anh một chiếc xe ủi đất. Tả lại khoảnh khắc giúp đỡ người dân, anh nói, đá và lũ lụt khiến việc di chuyển rất khó khăn. Tôi càng đến gần chỗ nhóm thực tập sinh nước càng sâu. Tôi đã cố gắng giảm tốc độ một chút. Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông người dân đều thầm cầu nguyện cho anh Lưu giữa lúc nước ngày càng dâng cao. Trận lũ không cho phép nhóm hành khách đập vỡ cửa kính trước. Tất cả đều thoát ra bằng lối thông khí trên ốc xe, sau đó nhảy xuống cầu xúc của xe ủi. Một nhân chứng sống trong chiếc xe buýt nghẹn ngào kể lại, mọi người đều muốn sống, thành thực mà nói như vậy. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhân chứng này không kìm được nước mắt khi nhớ lại vụ việc. Anh Lưu đã di chuyển qua lại trong một giờ đồng hồ để đưa mọi người từ chiếc xe buýt đầu tiên đến khu vực an toàn.
Sau khi được ngồi trên chiếc xe đầu tiên, tôi cảm thấy tự tin và bớt sợ hãi hơn. Chiếc xe buýt thứ hai khó tiếp cận hơn, nhưng Lưu nói rằng anh vẫn quyết tâm cứu mọi người. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều trong tình huống nguy cấp. Họ có thể rơi xuống nước và chiếc xe buýt có thể bị lật bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng mọi người ở đó cũng sẽ làm như vậy và cố gắng cứu họ. Tất cả đều nhìn tôi và tôi tự tin sẽ cứu được tất cả. Tôi lái xe tới gần chiếc xe và cố định vị trí của cổ súc. Anh Lưu cho biết việc cứu mạng người lúc nguy khó là cách anh trả ơn cộng đồng. Khi mà tôi bị ngập, người dân đã cứu mẹ tôi và các con tôi, nên tất nhiên tôi cũng phải cứu người khác. Cửa hàng cơ khí của anh Lưu đã bị hư hại nghiêm trọng trong lũ lụt, thiệt hại ước tính lên tới 30.000 đô la, khoảng 700 triệu đồng. Trung Quốc vừa hứng bão lũ vừa chịu bão cát kinh hoàng. Hôm qua ngày Chủ nhật, Trung Quốc đã hứng chịu cơn bão pháo hoa đổ bộ lần thứ hai vào nước này. Chỉ sau một ngày, ít nhất 18 sân bay khu vực này đã bị ảnh hưởng và 1,65 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang được sơ tán. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết khu vực miền đông Trung Quốc đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão pháo hoa đổ bộ lần hai vào buổi sáng đã gây mưa lớn. Bão đã đổ bộ vào khu vực gần thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang vào lúc 9 giờ 50 phút sáng với gió giật cấp 10. Trước đó, cơn bão có đường đi phức tạp này đã đổ bộ lần một vào tỉnh Chiết Giang trưa thứ Bảy. Để đảm bảo an toàn, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán từ trước. Tất cả tàu cao tốc đi qua thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba đều đã dừng dịch vụ. Tính đến 9 rưỡi sáng ngày Chủ nhật, có 9 trạm quan sát lũ lụt chính ở thành phố Gia Hưng của tỉnh Chiết Giang có mực nước vượt cảnh báo. Đến nay, bão pháo hoa ảnh hưởng tới hơn 114.000 người ở thành phố Gia Hưng, phá hoại hoa màu, gây tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 4,67 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 721.000 đô la. Tại Thượng Hải, bão pháo hoa đã khiến hơn 19.560 cây bị bật gốc, gây ngập lụt một khu vực đất trồng trọt rộng lớn trong 2 ngày qua ở quận Kim Sơn của thành phố này. Hôm Chủ nhật, quận Kim Sơn đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cao nhất với lũ lụt. Chia sẻ với tờ báo Thời báo Hoàn Cầu, một người dân trong thành phố này cho biết bà đã mua sẵn số thực phẩm và nhu yếu phẩm, đồ dùng trong 3 đến 5 ngày, trong bối cảnh nhiều cửa hàng và siêu thị đã dừng hoạt động. Tại thành phố Dư Diêu thuộc tỉnh Chiết Giang, lượng mưa trong 3 ngày qua tương đương 37 lần lượng nước trong Tây Hồ, hồ nước ngọt nổi tiếng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Hồ này có diện tích 6,38 km2 và có sức chứa 14.000 mét khối nước. Trong khi đó, một cơn bão cát tràn vào thành phố Đôn Hoàng ở rìa sa mạc Gobi phía tây bắc nước này tạo nên một bức tường cát cao hơn 100 mét. Theo South China Morning Post, cơn bão cát đã tấn công thành phố nằm trên con đường tơ lụa cổ kính vào khoảng 15 giờ ngày thứ Bảy, theo giờ địa phương. Cảnh tượng như ngày tận thế ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc được người dân quay lại và chia sẻ lên Twitter. Trong video, các tòa nhà cao tầng dường như bị nuốt chửng trong đám mây cát bụi khổng lồ đang từ từ di chuyển vào thành phố. Cảnh sát buộc phải đóng cửa các con đường chính và yêu cầu các tài xế chờ trong các khu dừng nghỉ khi tầm nhìn giảm xuống dưới nửa mét. Tuy nhiên, những khách du lịch đến công viên tự nhiên Đụn Cát Misa và hồ Bán Nguyệt Đôn Hoàng để ngắm hoàng hôn đã không kịp để phòng cơn bão cát. Họ buộc phải túm tụm lại với nhau, đeo kính và khẩu trang để bảo vệ mình khỏi cát. Ông Quinn, một hướng dẫn viên du lịch cho biết khi họ khởi hành, bầu trời vẫn trong xanh và tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó sẽ là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Song sau đó, gió đột ngột nổi lên tạo ra cơn bão cát khủng khiếp. Truyền thông địa phương dẫn lời một người dân ở thành phố trên cho biết bão cát đến một cách đột ngột và quét qua thành phố này chỉ trong 5 hoặc 6 phút. Đôn Hoàng là nơi có một số điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Hoang Mạc Cao được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, bão cát xảy ra thường xuyên tại đây vào mùa xuân hàng năm, song hiếm khi xảy ra vào mùa hè. Hồi tháng 6 năm ngoái, cư dân của Hòa Điền, một thành phố phía Tây Trung Quốc thuộc khu tự trị Tân Cương, từng chụp được cảnh tương tự như ở Đôn Hoàng. Một cơn bão cát đã quét qua Hòa Điền, khiến bầu trời có màu da cam và phủ đầy một lớp bụi dày. Truyền thông Trung Quốc khi đó giải thích rằng, trong những năm gần đây, thời tiết ngày càng khắc nghiệt do nạn phá rừng và các hành động phá hủy môi trường của con người.
lăn lê trong hồ nước cạn để livestream giả vờ đang ở vùng mưa lũ, nhóm truyền thông bất lương nhận đủ gạch đá từ cư dân mạng. Livestream là một sản phẩm truyền thông của thời đại phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ. Sở dĩ hình thức này có thể hạ gục hoàn toàn các kiểu truyền thống cũ là bởi vì chúng đề cao tính chất lượng hơn cả. Thế nhưng, một loạt các livestream đã nhận về vô số gạch đá ở Trung Quốc trong đợt mưa bão dưới đây lại không phải như vậy. Vừa qua, khi thiên tai bão lũ hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, các thông tin liên quan tới chủ đề này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng điều này, một nhóm người đã liên tục phát livestream trên mạng với chủ đề cập nhật tình hình bản thân khi sống ở vùng mưa bão. Những người trong livestream nói trên đều có một khẩu hiệu giống nhau. Hôm nay trời mưa rất to, tôi cảm giác như lượng mưa của một năm đều dồn cả vào hôm nay vậy. Các bạn à, hiện tại tính mạng của tôi tuy không có gì nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thể nói trước được rằng tôi có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Cảm ơn các bạn vì đã xem livestream và tặng quà ủng hộ. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là nằm ở chỗ, chẳng bao lâu đội ngũ của nhóm livestream này đã bị bóc phốt rầm rộ trên mạng xã hội. Hóa ra họ vốn không phải đang sống trong vùng mưa lũ như khẩu hiệu hô hào của mình. Những bức ảnh hậu trường bị phát tán đã cho thấy nhóm người này dường như đang ở một khúc sông cạn hay một hồ nước cạn nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã cố tình nói dối về việc mình đang ở nơi có mưa lũ, dàn dựng quay livestream để lừa gạt dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên tắc cơ bản của livestream hay bất cứ hình thức truyền thông nào khác chính là đề cao tính trung thực, không đưa tin sai sự thật. Hơn nữa, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc hiện nay, livestream hoàn toàn có thể kiếm được tiền thông qua lượt xem và các quà tặng hoặc số tiền mà người xem gửi tặng. Tuy nhiên, nhóm người này dàn dựng livestream giả ở trên đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận để có được sự đồng cảm và nhận được sự giúp đỡ tài trợ từ cộng đồng. Điều này chẳng khác nào là hành vi lừa đảo. Bởi vậy, cho nên sau khi bị bóc trần bộ mặt thật, hành động của nhóm người nói trên đã nhận về vô số gạch đá của cư dân mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.